chúng ta sẽ cùng đến với nhà thiết kế Trung Thảo Phong. Xin chào Phong. Bây giờ mình một cách khách quan nha, mình xem những chàng trai của chúng ta trong đêm nay thì với mắt nhà nghề của một nhà thiết kế thì Phong nghĩ top 3 của chúng ta cái tên sẽ là ai? Thật sự thì đêm nay các bạn rất là xinh xắn. Thì mỗi bạn thì sẽ có một cái phong cách và một cái tính cách hoàn toàn riêng. Cái phong cách bên kia. Tại vì với Tâm thì thật sự một quý ông thì nó sẽ có một cái vẻ đẹp tâm hồn cũng như là một cái sự chân thật nó đến từ phía bên trong trái tim của mình chứ không có nằm ở chỉ đơn thuần là ở bề ngoài. Thì Phong cảm nhận điều đó rất rõ nét từ kia. Và đặc biệt hôm nay khi chúng ta nghe Kha kể lại câu chuyện của mình, chị rất là xúc động bởi vì ngày hôm nay với chị, Kha đã làm trọn vẹn một cái trách nhiệm của một thí sinh. Từ đầu tiên em không có kết nối, em là một đứa bé tự kỷ, em không có thả lỏng được cái cảm xúc của mình. Nhưng ngày hôm nay em diễn, em ra, em tự tin, em tươi sáng và em kể lại câu chuyện của mình một cách rất là đỉnh đạt trước mặt rất là nhiều người và khán giả truyền hình. Điều đó cho dù là em có đi đâu, vị trí của em ở đâu thì chị Xuân Lan cam kết rằng khi chị Xuân Lan còn làm nghề thì Kha sẽ vẫn còn đồng hành và phát triển. Thưa quý vị, đó là cái tâm của người huấn luyện viên khi rõ ràng họ không chỉ đến với chúng tôi qua một cuộc thi. Chúng tôi cùng xin được mời Diệp Thị Tiến, hot queen là của chúng ta thì cùng quay trở lại sân khấu ngày hôm nay ạ. Quý vị đồng ý như vậy là hành trình để đến với ngôi vị có quân và chúng ta cũng xin được chúc mừng các quý ông của chúng ta đã làm nên một trận chung kết để đem chiến cho năm 2022 vô cùng mãn nhãn, hoành tráng và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hy vọng là sẽ gặp lại tất cả quý vị trên đời để tiếp tục yêu mến và hãy cổ vũ trên đời đẹp đẹp với mình. Quý ông hoàng tử của tiếp theo. Một lần nữa, xin chào. Mời chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.
máy gặp không? Rồi, máy của em đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.